Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giúp mọi người có thể là phân biệt được các hình thức giao dịch ở trên các sàn như là spot, margin, future. Mình là Lê Tùng đến từ VCapital. Thì trước tiên để có thể hiểu về ba cái hình thức giao dịch này thì mình sẽ đi sâu một chút về cái định nghĩa của ba cái hình thức spot, margin và future. Spot là một cái hình thức giao ngay, có nghĩa là khi mọi người bỏ tiền ra mua một cái đồng coin nào đó thì mọi người sẽ được sở hữu cái đồng coin đấy luôn. Đấy, được chưa ạ? Và cái phần margin nó chính là cái hình thức giống như spot cũng là giao ngay, nhưng mà ở đây thì nó sẽ có thêm cái đòn bẩy để mọi người có thể là gia tăng cái tài sản của mọi người. Và cái margin ở đây thường là nó sẽ là vay tài sản để mọi người có thể là mua bán đồng coin nhé, và mọi người có thể là nhận được về ví sau khi mà mua bán, được chưa? Và cái hình thức thứ ba là cái hình thức future. Cái hình thức future này thì mọi người khác với cái hình thức spot và margin, là cái hình thức này thì mọi người chỉ cần mở một cái vị thế hay là một cái hợp đồng tương lai, và cái hợp đồng tương lai này nó sẽ có đòn bẩy để xác nhận cái việc là mọi người đã mua bán cái đồng coin đấy rồi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái hình thức một để mọi người có thể là hiểu rõ hơn về cái hình thức spot, hay còn gọi là hình thức giao ngay. Ở đây là khi mọi người mua coin ấy, để có thể là kiếm được lợi nhuận ấy, thì mọi người cần phải mua ở giá thấp và bán ở giá cao. Thì ví dụ như ở trên các sàn như là sàn Binance đây, thì mọi người có thể là để ý ở trong cái phần này thì nó sẽ có một phần là phần spot, có nghĩa là ứng với cái giá hiện tại của một cái đồng coin thì mọi người sẽ bỏ tương ứng với cái số tiền đấy để có thể là sở hữu cái đồng coin đấy, và sau khi mọi người mua cái đồng coin này thì nó sẽ tiến hành là nó sẽ gửi về ví cho mọi người, thì mọi người có thể là nắm giữ cái đồng coin, và khi mà khi đồng coin này nó tăng giá thì mọi người có thể là bán ra để kiếm lời, hoặc là khi mà đồng coin này nó giảm giá thì mọi người sẽ bán ra, thì lúc đấy gọi là cắt lỗ đấy, lại mọi người có thể là thu lại cái số tiền của mọi người, được chưa? Thì tiếp theo đó đến một cái hình thức gọi là hình thức margin. Hình thức margin này là có nghĩa là mọi người sẽ bỏ tiền ra, hay còn gọi là mọi người sẽ thế chấp cái số tài sản của mình để mọi người có thể là vay tiền của sàn để có thể là sử dụng đòn bẩy và có thể là mua được nhiều coin hơn so với cái hình thức spot ở đây. Nhưng mà cái hình thức margin này thì mọi người cũng có thể là nhận coin về ví của mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ có một vài ví dụ để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì ví dụ như khi mà các bạn có cái số lượng USDT trong ví của các bạn ấy, và các bạn muốn mua coin và các bạn muốn vay thêm USDT để có thể là mua được nhiều coin hơn, thì ở đây thì mình sẽ có một cái ví dụ minh họa để mọi người có thể hiểu rõ hơn về phần này. Thì khi ví dụ như là mọi người mua BNB ở giá là 100 đô, nhưng mà khi đó mọi người chỉ có 100 đô để có thể là mua coin thôi, và bây giờ mọi người là xác định là mọi người có phán đoán là cái thị trường là sắp tới là cái đồng BNB nó có thể là tăng giá, thì mọi người sẽ tiến hành là thế chấp cái 100 đô này và mọi người sẽ vay thêm từ sàn là 200 đô. Đấy, sau đó là mọi người từ đó mọi người sẽ có tổng là số BNB của mọi người là 300 đô, và mọi người sẽ mua được 30 đồng BNB, đúng không ạ? 30 đồng BNB đó, 30 đồng BNB ở đây. Đấy, thì khi mọi người mua được 30 đồng BNB ở đây, thì khi mà giá của cái đồng BNB này nó tăng lên khoảng tầm là 30 đô. Đấy, 30 đô thì ứng với là 30 BNB đây thì nó sẽ tương ứng là với giá là 900 đô, thì nó đã x3 so với cái giá hiện tại của mọi người ở đây, và mọi người thì khi mà giá tăng lên như này, mọi người sẽ tiến hành là bán 30 BNB này với giá là 30 đô, và mọi người sẽ nhận về 900 đô. Thì lúc đấy mọi người đang vay của sàn là 200 đô đó, thì mọi người sẽ trích ra khoảng tầm 200 đô để mọi người trả lại cho sàn, và cộng với một ít phí khi mọi người vay nữa. Đấy, thì nó sẽ dựa trên cái số ngày mọi người mua nhá. Thì lúc đấy là mọi người sẽ lãi ra được khoảng tầm là 700 đô đó, cộng cả cái tiền vốn của mọi người. Đấy, thì đấy là cái cách để mọi người có thể là gia tăng lợi nhuận, và cách là mọi người sẽ thế chấp cái số tiền này. Ngoài ra thì ví dụ như là nếu mà cái giá BNB mà mọi người mua 10 đô ở đây mà nó tụt xuống tầm là khoảng tầm 7 đô ấy, là mọi người sẽ bị thanh lý cái BNB này của mọi người. Đấy, thì mọi người sẽ bị mất 100 đô ở đây, được chưa ạ? Thì đấy là cái việc là khi mọi người sử dụng cái margin này để mọi người có thể là vay tiền của sàn để mua, và cái này thì nó sẽ có rủi ro. Đấy, có rủi ro khi mọi người sử dụng làm bẫy nhá. Và ngoài ra thì ở đây thì nó sẽ có thêm một cái hình thức nữa là ngoài cái việc mà mọi người mua coin thì mọi người có thể là vay coin ở cái giá cao, mọi người bán lại cái giá cao đấy, và sau khi mà giá coin nó tụt xuống thì mọi người sẽ mua cái giá
đấy, giá thấp hơn thì mọi người có thể là thấp hơn để mọi người có thể là trả lại cho sàn, thì nó gọi là việc việc bán khống coin, có nghĩa là mọi người có thể là vay coin để bán khống, có nghĩa là ví dụ như là ở cái giá, ví dụ như là mình sẽ ví dụ như là ở đây thì mình sẽ có một ví dụ để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì ví dụ như mọi người vay BTC ở giá 30k và mọi người bán và cầm về 30k đô, được chưa ạ? Sau đó là ví dụ như là BTC mà nó giảm xuống 20k thì mọi người sẽ mua lại một BTC đấy và trả lại cho sàn. Thì lúc đây mọi người sẽ lãi được 10k từ cái việc là mọi người bán khống ở đây, được chưa ạ? Và lưu ý là chỉ có margin mới có hình thức là bán khống này nhá, mọi người nhá. Đấy thì chỉ có margin, và ở trên spot này là gần như là không có cái đấy, được chưa ạ? Đấy thì đây là cái cách để mọi người có thể là kiếm lời từ cái việc là mọi người vay vay tiền của sàn. Nhưng mà khi mọi người sử dụng cái hình thức này ấy, thì nó sẽ có một cái phần gọi là phần thanh lý tài sản. Nếu mà giá nó không đi đúng với cái không đi đúng với cái gọi là cái phán đoán của mọi người trước đó, được chưa? Và để có thể là vay được cái này thì mọi người phải thế chấp cái tài sản của mình vào mọi người mới mới có thể là vay tiền của sàn nhé. Nếu mà xu hướng mà đi ngược lại so với cái tính toán của mọi người thì mọi người sẽ bị thanh lý và trả lại tiền cho sàn, được chưa? Và cái hình thức này thì mọi người có thể là nắm giữ được đồng coin như spot đấy. Thì ví dụ như là khi mọi người vay một BTC giá 30k đây, là sàn nó sẽ trả cho mọi người, nó sẽ trả về ví cho mọi người một BTC, thì mọi người có thể là lấy BTC đấy mọi người bán ở cái giá là 30k luôn đấy, mọi người hiểu không ạ? Đấy thì đấy là cái cách mà để có thể là giao dịch với margin. Và cái phần kết luận ở đây ấy, thì để có thể là mà vay được margin ấy, thì mọi người là nó chỉ là một cái hình thức là vay tài sản để mọi người có thể là mua bán tài sản nhé, được chưa? Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua về cái hình thức về future, là cái hợp đồng tương lai đấy. Thì cái hình thức này thì mọi người có thể là cũng giống như margin, là mọi người có thể là kiếm kiếm được lợi nhuận bằng việc là buy và sell. Thì nếu ví dụ như là cái hình thức này nếu ví dụ như là nếu mà nó tăng tăng so với entry ấy, thì ví dụ như là tăng so với entry, nếu mọi người bỏ ra long ấy, thì mọi người sẽ là lời, còn nếu ví dụ như là mọi người short thì mọi người sẽ là lỗ nhé. Và hai cái hình thức này nó sẽ trả trả cho nhau đấy. Và nếu ví dụ như mà nếu mà giảm đấy, thì mọi người short thì mọi người sẽ có lời, và bên bên long này sẽ là bên lỗ, và hai cái bên này nó sẽ ngang nhau và trả tiền cho nhau nhé, ví dụ như là như vậy, được chưa? Và để có thể là tham gia được cái hình thức này thì mọi người sẽ phải bỏ ra một số tiền để ký quỹ, để đảm bảo là chi trả được cho cái bên còn lại trong trường hợp là nó đi ngược lại xu hướng. Thì ví dụ như là khi ví dụ mọi người long chẳng hạn, mọi người long BTC X10 chẳng hạn, thì nếu ví dụ như mà nó mà đi ngược lại với cái phán đoán của mọi người ấy, thì mọi người phải có một cái số tiền ký quỹ nhất định, ví dụ như là 10 ví dụ như 10 đô chẳng hạn, hoặc 100 đô chẳng hạn. Thì ví dụ như khi mà nó đi ngược lại và so với cái số phần trăm như vậy thì nó sẽ thế này, nó cháy, có nghĩa là nó sẽ mất đi cái số tiền mà mọi người đã ký quỹ đấy, để trong cái trường hợp là đi ngược lại xu hướng nhá. Và cái đòn bẩy cao, và cái hình thức này là một cái hình thức là mọi người có thể là sử dụng một cái đòn bẩy cao, nhưng mọi người sẽ không không cần phải nắm giữ đồng coin nhá. Ở đây nó chỉ việc dựa trên cái việc là chuyển giao tài sản thôi, chuyển giao tài sản dựa trên cái hợp đồng là mọi người đã xác nhận là mọi người đã mua cái đồng coin đấy rồi. Và trên thị trường này thì nó thường nó sẽ có tính thanh khoản rất là cao, là nếu mọi người mà giao dịch future ở trên Binance hoặc là các sàn khác thì mọi người sẽ thấy được là cái hình thức này là khớp lệnh rất là nhanh. Và để có thể là giao dịch được cái hình thức này ấy, thì mọi người cần phải đặt cọc vào cái quỹ để có thể là vào vị thế nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi đi vào sàn để mọi người có thể là theo dõi cái phần này. Thì ví dụ như ở đây thì nó sẽ có phần là crop margin này, được chưa? Thì như mình ví dụ nãy thì mọi người ví dụ như ở đây là mọi người có thể là vay x3, có nghĩa là mọi người có thể là x3 lần cái số tiền mọi người có thể là vay lên. Thì ví dụ như mọi người dự đoán là cái đồng BNB này nó sẽ tăng trong tương lai, thì mọi người sẽ vay vay BNB tại cái thời điểm hiện tại đây. Thì ví dụ như mọi người sẽ đợi lên 500 đô mọi người bán chẳng hạn, mọi người sẽ có lợi đấy. Ngoài ra thì mọi người có thể là có hai hình thức ở đây là crop và isolated, mọi người có thể là vay theo hai hình thức này, được chưa? Đấy, được chưa? Ngoài ra thì ở đây thì nó sẽ có một phần là phần margin, và margin ở đây thì nó sẽ là có những cái hợp đồng vĩnh cửu, có nghĩa là mọi người có thể là giao dịch không giới hạn thời gian nhé, không giới hạn thời gian. Thì khi mọi người giao dịch như này thì mọi người phải ký quỹ. Đấy, ví dụ như mình sẽ chuyển sang ở đây thì mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì ví dụ mình muốn giao dịch BNB ở đây đúng không ạ? Giao dịch BNB ở đây thì mình sẽ phải ký quỹ. Ví dụ như mình sẽ giao dịch là 0.1 BNB. Đấy thì mình phải ký quỹ ở đây là 0.51 đô.
đấy, không cho 51 đô. Thì ví dụ như là bây giờ mình long chẳng hạn, long long BNB, thì ví dụ như là nếu mà BNB mà nó giảm xuống thì mình sẽ bị mất đi cái số tiền quỹ này của mình, được chưa? Đấy thì đấy là cái việc để mọi người có thể hiểu rõ hơn về spot, margin và future. Đấy thì nếu mọi người nào không hiểu ấy thì có thể là comment ở dưới cái phần bình luận để mình có thể là giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn, được chưa? Ngoài ra thì hiện tại là mình đang có một nhóm chơi future margin và hướng dẫn cho mọi người cái hệ thống giao dịch làm sao để mọi người có thể là kiếm lời được trong thị trường này. Thì mọi người có thể là zone qua cái nhóm đấy ở phần mô tả của video nhé. Nếu mọi người thấy cái video này hay thì mọi người có thể là cho mình một like, một subscribe và nhấn vào nút quả chuông bên cạnh để có thể là cập nhật được những video mới nhất từ đội nhóm của mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video.